Bích Phương xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ Năm ngày 26 tháng 9, 2019. Để mở đầu, Bích Phương kính mời quý vị theo dõi phần nhận định và phân tích của ông Phạm Trần do Võ Thành Nhân thực hiện. Kính chào quý vị, chúng tôi là Võ Thành Nhân và đến với chương trình bản tin phân tích ngày hôm nay, chúng tôi hân hạnh được tiếp xúc với lại nhà báo Phạm Trần để tìm hiểu một cái vấn đề mà rất là quan trọng hiện nay chúng ta gọi là luận tội một tổng thống. Vấn đề luận tội như thế nào, nguyên nhân từ đâu và trong lịch sử luận tội đã xảy ra như thế nào? Và sau đây là cuộc tiếp xúc của chúng tôi. Trước hết, xin được kính chào nhà báo Phạm Trần. Vâng, xin chào anh Nhân và xin kính chào quý vị khán giả của SBTN AVTV DC. Kính thưa ông, tại thủ đô Hoa Thành Đốn hiện nay người ta bàn rất là nhiều về vấn đề luận tội một tổng thống, là tổng thống đương nhiệm là tổng thống Donald Trump. Thì ông có thể cho biết cái nguyên nhân chính nó như thế nào mà đã có một cái sự việc nó xảy ra như vậy vậy thưa ông? Vâng, cái chuyện đầu tiên là từ 2 năm qua, cái vấn đề mà tìm cách để mà luận tội tổng thống Donald Trump của phe dân chủ đó, sau khi họ chiếm đa số ở tại Hạ Nghị viện trong cuộc bầu cử năm 2018 đó, thì cái vấn đề đặt ra là khi nào và làm sao để mà luận tội ông Donald Trump sau khi đã có những cái chuyện rắc rối hoặc là có sự liên hệ hoặc là gián tiếp hoặc là không gián tiếp giữa ban vận động tranh cử tổng thống của ông Donald Trump năm 2016 với chính quyền Nga Xô, đặc biệt và là với ông tổng thống của nước Nga là ông Putin. Cái vấn đề đó nó cho chúng ta thấy là cái chuyện tìm cách để mà hạch tội ông tổng thống nó có trong đầu của Đảng Dân chủ ngay từ sau khi ông Donald Trump đắc cử. Cái chuyện thứ hai nữa, kỳ này nó khác với cái cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt Robert Mueller, là vì cái cuộc điều tra của ông Mueller nó không cung cấp được những bằng chứng cụ thể mà không có thể phủ nhận được, tức là không ai có thể phủ nhận được, kể cả ông Trump hay là Đảng Cộng Hòa. Nó mù mờ, mặc dù là báo cáo của ông Mueller xác nhận là sự thật là có chuyện phá hoại của tình báo nước Nga đối với cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. Còn cái chuyện nước Nga có trực tiếp giúp ông Donald Trump đánh bại bà Hillary Clinton hay không thì cái điều đó không chứng minh được. Nhưng mà có những việc làm mà ông Trump mắc phải đã có những cái khía cạnh về vấn đề luật pháp không có lợi cho ông Donald Trump. Mặc dù vậy, ông Robert Mueller vẫn không có thể truy tố ông Trump là vì nó không có cái bằng chứng cụ thể. Mặc dù có nhiều những tin tức, có nhiều những chứng cứ nó vòng quanh đó, nhưng mà không làm được. Kỳ này nó khác. Kỳ này nó khác là bởi vì kỳ này chính ông Tổng thống Donald Trump đã cung cấp cái vũ khí đó cho Đảng Dân Chủ trong cái cuộc điện đàm giữa ông Trump với Tổng thống của nước Ukraine vào ngày 25 tháng 7 vừa rồi. Thì trong cái cuộc điện đàm đó có một cái khuyết điểm rất lớn và có lẽ là bây giờ ông Trump lấy làm hối tiếc là tại sao ông ấy đã làm như thế. Là vì ông ấy tìm cách giúp đỡ của chính quyền Ukraine để mà bôi nhọ ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ sáng giá nhất bây giờ là ông cựu Phó Tổng thống Joe Biden. Cái nguyên do tại sao có cái chuyện Joe Biden trong cái cuộc điện đàm này là vì con của ông Joe Biden là Hunter Biden từng ngồi ở trong ban quản trị của một công ty dầu hỏa và khí đốt của Ukraine. Và trong cái thời gian đó, năm 2014, năm 2015 đã có một cuộc điều tra của công tố viện ở Ukraine về vấn đề dường như có chuyện tham nhũng, có chuyện làm ăn không có bình thường của công ty đó. Và Hunter Biden là một trong những người bị điều tra. Cái vấn đề đặt ra là tại sao ông Joe Biden, phó tổng thống, lại dính dáng tới con của ông ta? Có những cái nguồn tin về phía của Ukraine vào lúc đó cho thấy rằng là dường như, tôi nhấn mạnh cái chữ dường như,
ông Biden đã sử dụng cái chức vụ phó tổng thống của mình giữa thời ông tổng thống Obama để mà làm áp lực bằng cách là dùng viện trợ kinh tế đối với chính quyền Ukraine, và lúc đó là phải thay đổi cái ông tối ông một cái ông thẩm phán mà chuyên về cái vấn đề vụ án của con ông Biden đó. Thì người ta mặc dù là người ta không có tìm được cái bằng chứng trong đó, nhưng ông Joe Biden đã công khai lên tiếng chỉ trích cái ông công tố viên đó là một người không có kiên quyết giải quyết vấn đề tham nhũng ở nước Ukraine. Mà vấn đề tham nhũng ở nước Ukraine á, nó có liên hệ đến vấn đề viện trợ của nước Mỹ. Nhưng mà không có phải là riêng ông Biden làm cái chuyện đó, mà cả Liên Hiệp Âu Châu đã bỏ bao nhiêu tiền bạc vào cho Ukraine, viện trợ cho Ukraine để chống lại cuộc xâm lăng cái bán đảo Crimea của nước Nga. Nước Nga đã chiếm cái vùng đó của Ukraine, và Ukraine kêu gọi các nước, đặc biệt là Hoa Kỳ, giúp đỡ tài chính, vũ khí, đạn dược để mà chống cuộc xâm lăng của nước Nga. Thì ông Biden thấy cái chuyện đó nó vô lý, bằng cách là tại sao một cái chính quyền cần sự giúp đỡ của Hoa Kỳ và của châu Âu mà lại không bài trừ tham nhũng để tiêu, để biển thủ đi những cái khoản tiền viện trợ như thế. Sau cuộc điều tra đó thì chính quyền của Ukraine xác nhận là không có dính dáng gì đến ông Joe Biden, và cái vụ án mà cho rằng là truy tố cái công ty mà có con ông Biden làm trong đó, nó cũng không có đưa đến lại kết quả, là vì toàn những cái lời tố cáo mà ganh ghét nhau, hoặc là vấn đề này kia nó không có phù hợp với những cái điều kiện điều tra. Nhưng mà trong cái cuộc điện đàm ngày 25 tháng 7 vừa rồi đó, thì ông Tổng thống Hoa Kỳ, ông Donald Trump đã chính thức muốn chính quyền Ukraine bới lại cái vụ đó, tìm xem tại sao có những cái vụ đó. Là cái vụ đó ông Trump nói trong cái cuộc điện đàm là ông ấy rất cảm thấy rất là khó chịu. Thì bây giờ phải tìm ra nguồn gốc, phải đào tận rễ, móc tận gốc nó lên, xem tại sao có sự dính dáng, liệu là có sự dính dáng gì của ứng cử viên Joe Biden hay không, và cung cấp cho ông Donald Trump. Ông Donald Trump muốn sử dụng cái cuộc điều tra của Ukraine để làm một cái tài liệu để mà chống lại cuộc tranh cử của ông Joe Biden. Mà cái người đi trung gian giữa ông Donald Trump với chính quyền Ukraine đó là ông nguyên thị trưởng của thành phố New York, là ông Giuliani. Cái ông này đó là cái người có nhiều cái mắc ngoặc hoặc là liên hệ với chính quyền của ông tổng thống mới của Ukraine. Và đã từ 4 tháng qua, ông Giuliani đã đi qua bên Ukraine hoặc là đến nước Tây Ban Nha để gặp đại diện của chính quyền mới để mà đào lại cái vụ án Joe Biden và ông Hunter Biden, tức là mình nói chung là gia đình Biden. Thì đấy, cái hành động của ông Trump là cái hành động tìm một nước ngoại quốc để mà xen lẫn vào nội tình chính trị cũng như là cuộc bầu cử của Mỹ. Vì lý do đó, Đảng Dân Chủ nắm được cái vũ khí đó, cho là ông Trump đã lợi dụng chức vụ tổng thống để mưu cầu ích lợi riêng cho mình, cho cá nhân mình. Đấy là cái lý do tại sao Đảng Dân Chủ có vũ khí để mà truy kích ông Trump là thứ này. Dạ, xin được cảm ơn ông. Và kính thưa quý vị, chúng tôi sẽ tạm ngưng chương trình trong giây lát và chúng tôi sẽ trở lại trong phần 2.